Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lập công ty ở Singapore, VinFast hô biến 355 hectare đất ưu đãi thành vốn của nước ngoài. Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Việt Nam ông Phạm Nhật Vượng vừa tái cơ cấu nội bộ với việc lập ra công ty con mới mang tên VinFast Singapore, nằm trung gian giữa tập đoàn mẹ và hãng xe hơi VinFast. Báo chí Việt Nam đưa tin vào hôm 5 tháng 12 dẫn lại thông tin từ lãnh đạo của Vingroup. Quan sát động thái mới nhất của Vingroup, một số chuyên gia kinh tế và luật nhận định rằng việc đó giúp tập đoàn phần nào tránh được mức thuế cao và rủi ro tiềm tàng về pháp lý hoặc chính trị ở Việt Nam. Họ cũng cho rằng những ưu đãi mà chính quyền Việt Nam dành cho VinFast trở nên kém ý nghĩa khi hãng sẽ nộp thuế cho Singapore chứ không phải cho Việt Nam. Các báo Việt Nam cho biết Hội đồng Quản trị của tập đoàn Vingroup đã phê duyệt các chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn trong hãng xe VinFast cho một công ty có tên đầy đủ là VinFast Trading Investment, gọi tắt là VinFast Singapore. Đây là một công ty con mới của VinFast, Vingroup có trụ sở chính tại Singapore. Đây là hình ảnh bằng cách lập công ty ở Singapore và chuyển nhượng vốn góp, VinFast nhận 355 hectare đất với giá gần như cho không vì ưu đãi, nay bỗng nhiên trở thành sở hữu Singapore, rồi từ đó tiếp tục chuyển nhượng đi khắp thế giới. Với bước đi này, Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast sẽ trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore. Từ đó, các cổ đông vẫn sẽ gián tiếp sở hữu 99,9% vốn của VinFast. Trong đó, riêng Vingroup vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích hơn 51% trong VinFast như hiện nay. Việc này là bước đầu để chuẩn bị cho kế hoạch của tập đoàn về phát triển và phát hành cổ phiếu VinFast lần đầu ra công chúng gọi là IPO ở Mỹ trong năm 2022. Các báo chí tại Việt Nam tường thuật như vậy. Trang Cà Phê F vào hôm 5 tháng 12 có hỏi bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup, vì sao tập đoàn phải đi đường vòng mà không trực tiếp IPO VinFast Việt Nam, và được trả lời rằng việc niêm yết ở các công ty Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại Mỹ, chưa thực hiện được do thiếu sự liên thông về pháp lý và các cơ chế phối hợp liên quan. Nữ phó chủ tịch của Vingroup nhấn mạnh thêm rằng, để có thể niêm yết tại Mỹ, VinFast bắt buộc phải thực hiện việc niêm yết qua VinFast Singapore, vì Singapore là nước đã có sự liên thông với Mỹ trong lĩnh vực này. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia người Mỹ gốc Việt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng đây là chiến thuật để nâng cao uy tín của hãng xe Việt Nam, hiện vẫn chưa có tiếng tăm gì trên trường thế giới. Ông Hiếu phân tích rằng các công ty ở Việt Nam không thể có xếp hạng tín nhiệm của riêng họ cao hơn mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Trong khi đó, các hãng quốc tế xác định mức xếp hạng của Việt Nam là trái phiếu rủi ro cao, tức là trái phiếu và chứng khoán của Việt Nam thuộc hạng không đáng để đầu tư. Ngược lại, Singapore là một trong những nước có vị trí hàng đầu ở châu Á về điểm tín nhiệm quốc gia. Vì vậy, khi VinFast Singapore làm IPO ở Mỹ, uy tín của công ty này có thể sẽ tốt hơn so với công ty ở Việt Nam. Ông Hiếu đã nói như vậy. Đây là hình ảnh quảng cáo rầm rộ xe ô tô ở Mỹ, thực chất là để VinFast bán cổ phiếu đã được chuyển hóa như một phép ảo thuật từ tài sản Việt Nam thành tài sản của nước khác. Trên mạng xã hội, một số người am hiểu về kinh tế và kinh doanh và luật quốc tế thì nhìn nhận vào một khía cạnh khác, cho rằng các ưu đãi mà nhà nước Việt Nam dành cho VinFast có nhà máy ở Hải Phòng nay thành ưu đãi cho công ty ở Singapore chứ không phải cho Việt Nam nữa. Ông Nguyễn Sơn Hải, một doanh nhân Việt Nam đồng thời là chuyên gia về luật quốc tế, cũng chia sẻ quan điểm này. Viết trên trang cá nhân và đồng ý để Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tải, ông Hải chỉ ra rằng các khoản miễn giảm về thuế và tiền thuê đất hay hỗ trợ về hạ tầng, điện, nước v.v. của Việt Nam dành cho VinFast sẽ chuyển hóa thành lợi nhuận để hãng nộp thuế tại Singapore. Việt Nam chỉ nhận được từ VinFast tiền công nhân rẻ mạt như với Samsung, LG mà thôi. Ông Hải bình luận như vậy. Một doanh nhân Việt Nam khác, ông Nguyễn Tấn Thành có hơn 29.000 người theo dõi trang Facebook, viết trên trang cá nhân rằng cấu trúc hiện nay Vingroup sẽ sở hữu VinFast Singapore, VinFast Singapore sở hữu VinFast. Điều này có nghĩa là tất cả ưu đãi của đất nước dành cho VinFast ở Hải Phòng, ở Hà Nội v.v. giờ thành ưu đãi cho công ty ở Singapore. Các ưu đãi này sau khi qua Singapore sẽ được quy thành tiền để bán qua cổ phiếu, sự hỗ trợ của cả đất nước thành tiền bỏ túi.
các công ty sản xuất xe hơi của Trung Quốc dễ dàng mua các cổ phiếu của công ty Singapore này để hưởng các ưu đãi của đất nước dành cho VinFast, sau đó lấy hạ tầng đó lắp ráp xe Trung Quốc ở Việt Nam. Cũng chẳng thấy Quốc hội hay Chính phủ, Đảng Cộng sản lên tiếng về việc chuyển ưu đãi của đất nước này ra nước ngoài. Họ không thấy hay họ được đấm mõm rồi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Thành, là một doanh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh chuyên sản xuất thiết bị tự động với thương hiệu Robota. Ưu đãi của đất nước dành cho VinFast là rất lớn. Một cái cầu vượt biển, một cái cảng khổng lồ và hàng vạn mét vuông nhà xưởng, tất cả những cái đó giờ thành của công ty Singapore để bán thành tiền. Chiêu này trong nước nhiều người sai và nhiều người cũng đi tù. Cụ thể, công ty nhà nước ABC bán cổ phần trị giá 100 tỷ, trong khi tài sản công ty chỉ có 50 tỷ và đang thuê miếng đất vàng kim cương của nhà nước. Thoạt nhìn thấy bán thì lời 50 tỷ, nhưng trị giá miếng đất thuê đó là 1.000 tỷ. Và rồi bán xong họ lại chia nhau. Nguyên giản lãnh đạo Sài Gòn, Bình Dương hiện đã bị bắt vì tội này. Có nghĩa là cái trò này rất quen, tại sao không ai lên tiếng như vậy? Ông Nguyễn Tấn Thành cũng nêu thắc mắc như thế. Còn Facebook Tư Nguyên thì nhận định rằng chỉ có tụi rốt không hiểu chính trị và trò ma bãnh của tụi bất động sản Việt Nam mới nói ông VinFast. Trò này ngay từ đầu tôi đã biết tất cả các dự án của VinFast chỉ phục vụ 3 mục đích. Thứ nhất là để đẻ dự án, nhập tách doanh nghiệp để quay đồng vốn, vay, vay thêm, vay mới, trả cũ. Thứ hai là mở doanh nghiệp ô tô lấy đất cảng Hải Phòng và Hà Tĩnh, và cuối cùng là quảng cáo ô tô để bán cổ phiếu. Đây là hình ảnh vào hôm mùng 5 tháng 12 tại thành phố Vinh, một chiếc xe VinFast Lux A2.0 đang đậu bất ngờ bốc cháy, chỉ còn trơ khung mặc dù được 16 cảnh sát đến dập lửa. Trước đây cũng có nhiều lần bị tố cáo vì chất lượng bê bối như chảy dầu, gãy trục vân vân, nhưng VinFast không hề có lời giải thích thỏa đáng nào cho khách hàng và công luận. Facebook Thu Hà Lê thì nói, ông vượn này nó làm trò xoay quanh như đèn cù thôi, mục đích của nó là giờ G hô biến toàn bộ 335 hectare đất nhà nước cho không VinFast thành đất đô thị rồi lại chia lô bán. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu của VinFast Singapore đã mua cho giá trị 335 hectare đất nhà máy sản xuất ô tô VinFast đó. Thằng tỷ phú đô la này toàn vẽ dự án làm trò để thâu tóm rồi xẻ ra bán thu lời. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia người Mỹ gốc Việt thì phân tích thêm về vấn đề này với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ như sau. Nếu bây giờ VinFast thành lập ở Singapore rồi lại sở hữu tài sản của VinFast ở Hải Phòng, ở Việt Nam thì dĩ nhiên đây là một công ty nước ngoài. Trong trường hợp đó, VinFast trở về Việt Nam sản xuất kinh doanh ở Việt Nam thì họ được xem là một công ty FDI, tức là có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, chứ không phải là một công ty của Việt Nam nữa. Về sự được và mất giữa Việt Nam và Singapore khi Vingroup tái cấu trúc VinFast, doanh nhân kiêm chuyên gia luật Nguyễn Sơn Hải đưa ra dự báo rằng tập đoàn mẹ sẽ tìm cách để báo phần lớn lợi nhuận cho VinFast Singapore và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore. Phần chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ chỉ ở mức tượng trưng. Theo ông Hải, lý do mà mức thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore thấp hơn kết hợp với các yếu tố là Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC yêu cầu rằng công ty IPO ở Mỹ phải có lợi nhuận và cổ đông chiến lược nước ngoài chỉ tham gia vào VinFast Singapore với đòi hỏi là phải có lợi nhuận và chia cổ tức ở Singapore để không phải chịu thuế thu nhập cá nhân thêm như ở Việt Nam. Đây là hình ảnh ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tập đoàn VinGroup giàu lên nhanh chóng nhờ kinh doanh những khu đất động sản béo bở ở Việt Nam. Vẫn ông Hải bình luận thêm về những hệ lụy từ thủ pháp kinh doanh của VinFast. Ông nói, nhân dân và chính quyền Hải Phòng đang kỳ vọng VinFast đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách thành phố sẽ trưng hửng. Bà con ba xã ở huyện Cát Hải đã vui vẻ nhường nhà đất tổ tiên ra đi, cho VinFast lấy hàng ngàn hecta đất làm nhà máy, và các quan chức đã ngày đêm ủng hộ VinFast để hãng đóng góp cho thành phố phát triển sẽ rất hụt hẫng với cú quay xe của VinFast. Đồng quan điểm với ông Hải, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng chính phủ Việt Nam cần phải xem xét lại ưu đãi về nhà xưởng, đất đai, thuế v.v. Với việc VinFast Singapore nay sở hữu VinFast Việt Nam, các chế độ về thuế, phí, thuê đất v.v. phải chịu áp dụng tương tự như các hãng xe nước ngoài như Toyota hay Honda
đang lắp ráp xe ở Việt Nam. Họ đưa ra ý kiến như vậy. Bên cạnh đó, chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu và những người am hiểu về kinh doanh và pháp lý còn lưu ý về một điều nữa có thể nằm trong toan tính của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đó là khi đặt công ty ở Singapore, hãng sẽ chịu rủi ro chính trị và pháp lý ít hơn so với ở Việt Nam. Ông Hiếu đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông nói thêm, chẳng hạn như có chuyện gì đó, chính phủ Việt Nam muốn tịch thu tài sản của VinFast, thì trong trường hợp này VinFast có thể tránh được biện pháp của chính phủ hoặc tránh được những phán quyết của tòa án Việt Nam. Đây có thể nói là một sự bảo vệ cho tài sản của VinFast. Hãng xe do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào năm 2017, lâu nay thực hiện nhiều chiến dịch quảng bá trong nước, xoáy vào lòng tự hào dân tộc để thu hút sự ủng hộ của các khách hàng Việt Nam. Cũng theo quan sát của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, sau khi VinGroup tiến hành tái cấu trúc với việc lập ra VinFast Singapore, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ phải xem xét lại dự định mua xe của hãng cũng như sự ủng hộ dành cho hãng. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt ở Berlin những hôm không lạnh, tôi ngủ ngoài đường. Sang Đức giữa dịch Covid-19, tôi rơi vào bước đường cùng. Tôi quê ở Quảng Bình, anh Nguyễn Văn Thê đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói BBC tiếng Việt từ một địa điểm ở ngoại vi Berlin. Tôi qua đây đã được hơn một năm. Chi tiết hơn 500 triệu đồng để rời quê nhà bằng đường đi lậu qua ngã Nga, anh Tê tới Berlin ngay trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội tại châu Âu. Anh Tê là một trong số những ít người Việt Nam hiện đang sống cảnh không quần áo, tiếng lóng ám chỉ không có giấy tờ hợp pháp ở Berlin. Không quần áo là theo nghĩa bóng và không trốn lương thân theo nghĩa đen. Đây là hình ảnh anh Nguyễn Văn Tê hiện đang sống không giấy tờ tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Thấy chỗ nào có người cùng quê hương thì tôi xin ở nhờ. Chỗ này một ít, chỗ khác một ít, mỗi nhà độ một tuần, anh Tê đã nói về cuộc sống của mình trong những tháng ngày vừa qua. Những hôm không lạnh, tôi ngủ ngoài đường. Tình cảnh của anh Tê có lẽ không phải là hiếm hoi và cũng không phải là điều gì xa lạ đối với cộng đồng người Việt Nam ở Berlin. Họ thấy thương nên cho tôi gạo, thức ăn, tôi đi xin về ăn. Anh Tê kể, có nhiều người qua đây có hoàn cảnh giống tôi, rất nhiều người, chúng tôi chia sẻ với nhau. Tôi cũng xin người này một ít, người kia một ít. Những người cùng quê họ thấy mình vất vả, lâm cảnh thế này thì họ thương, họ cho tiền, người cho 50, người cho 30. Lâm bước đường cùng. Cuộc sống vất vưởng nơi đất khách chưa phải là tất cả, bởi gia đình anh Tê còn có một khoản nợ lớn ở quê nhà. Tôi để từ Việt Nam ra đi đã phải vay ngân hàng mấy trăm triệu, sổ đỏ, đất nhà đều đem thế chấp hết rồi. Vay ngân hàng thì số nợ gốc năm đó, lãi suất phải trả hàng tháng, anh nói. Trả một khoản tiền lớn để ra đi, anh Tê mong sẽ đem đến cho gia đình một mức thu nhập tốt hơn. Bởi, như anh đã nói, việc kiếm tiền ở quê nhà khó khăn khiến gia đình anh lâm cảnh nợ chồng nợ. Tôi chọn đi Đức vì nghe phong phanh những người đã đi trước nói là qua Đức làm đỡ hơn ở quê nhà. Ở quê tôi làm nghề biển thì đói, nợ chồng nợ. Đây là hình ảnh rất nhiều ngư dân miền Trung lâm vào cảnh khó khăn sau sự cố Formosa ô nhiễm môi trường tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Ở nhà làm một tháng được dăm 3 triệu, họ nói ở đây có khi một tháng được mười mấy, 20 triệu đồng, đỡ hơn nhiều. Mình có thể trả được lãi ngân hàng rồi từ từ tiết kiệm đủ để nuôi con cái, gia đình. Nhưng giờ sang trúng vào đợt đại dịch, tôi thấy thực tế sai với những lời đồn đại và khác với những gì tôi tưởng tượng. Lỡ qua đây rồi, tôi ước mong làm sao trả được nợ để tôi quay về với gia đình, vợ con. Tôi đã đánh đổi tất cả hạnh phúc của gia đình để qua đây, lỡ bước đường cùng rồi, giờ phải chấp nhận và tìm cách kiếm một công việc để trả nợ. Và cảnh kiếm tiền nơi đất khách ra sao? Anh Tê nói, công việc bình thường duy nhất mà anh từng xin được kể từ tới Đức đến nay là làm phụ việc trong một cửa hàng hoa. Có lẽ đó cũng là thời gian dễ thở nhất đối với anh, vì anh ít nhiều cũng được gửi tiền về cho gia đình, dẫu rằng anh vẫn phải sống một cuộc sống chui nhủi. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến công ăn việc làm ở đâu cũng trở nên khó khăn. Hồi mới sang, tình hình dịch bệnh chưa nặng, có người cho tôi làm việc ở cửa hàng hoa. Tôi phụ việc dọn đồ, bưng bê cho người ta, chứ không biết làm gì khác. Được vài tháng đầu tiên, gửi được một ít tiền về, trả lãi ngân hàng.
dịch bùng phát căng quá, cửa hàng hoa đóng cửa, từ đó tôi không xin được việc làm ở đâu. Sau đó, để có tiền qua ngày, anh Tê nói anh phải chấp nhận làm bất cứ việc gì, kể cả bán thuốc lá lậu, trừ ăn cắp, giết người và cướp của. Có một đợt tôi đi bán thuốc lá cho người ta, bị công an bắt, họ không hỏi gì nhiều, chỉ lăn vân tay, chụp hình, hỏi mình ở đâu, họ tên gì, vậy thôi, rồi họ thả ra. Đây là hình ảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến công ăn việc làm ở đâu cũng trở nên rất khó khăn. Tôi cảm thấy họ không bực bội, căm ghét gì mà thái độ rất tốt, đối xử tốt. Khi bắt, trong người mình có thuốc lá thì họ tịch thu thuốc. Tôi buộc phải làm bất kể việc gì để có tiền sinh sống. Chỉ có ăn cắp, giết người, cướp của thì dù có chết đói tại nước Đức tôi cũng không làm. Còn các việc khác như đi bán đồ, làm thuê cho người ta, việc gì tôi cũng làm. Nhưng bây giờ bán thuốc lá lậu không ăn thua, mỗi ngày kiếm được đôi ba chục. Đang dịch bệnh tiền ăn không có, tôi biết đi đâu được bây giờ. Tôi lúc này chỉ muốn kiếm tiền để ăn cho qua ngày, chống chọi với mùa dịch. Đâu có tiền mà ngỡ tới chuyện gì sâu xa. Và hành trình sang Đức đã được diễn ra như thế nào? Từ Việt Nam có người dẫn dắt đi qua Nga. Tôi ở lại Nga khoảng 15 ngày rồi qua đây. Người ta đưa đi, tôi không cầm giấy tờ gì. Anh Tê kể về quá trình từ Việt Nam vượt biên sang Đức. Và từ Nga sang Đức, tôi nhớ là mất khoảng một tuần, người ta đưa đi bằng ô tô, nam cũng có, nữ cũng có, phải đổi xe mấy chiếc lần. Trên đường đi, người ta đối xử cũng tốt, nhưng tôi cảm thấy con đường đi quá gập ghềnh, quá nguy hiểm, quá sợ hãi. Lúc đi là người không, áo quần cũng không được đưa đi, vì họ bảo đi trên xe không được cồng kềnh, không được mang theo thứ gì hết. Tôi phải bỏ lại hết tất cả mọi thứ ở Nga, chỉ có bộ quần áo và đôi giày trên người mà thôi. Đây là hình ảnh đơn độc không nhà, anh Tê tạm ngồi ở trạm xe bus ngay công viên lúc ban ngày. Nhưng hôm không lạnh thì tôi ngủ ngoài đường, anh Tê đã nói như vậy. Sang tới đây, mạnh ai nấy đi, ai có bà con anh em, người quen ở đây thì đi tìm người nhà, còn ai không có thì tự tìm chỗ nào nhờ cậy. Trong những tuần đầu của tháng 3 vừa qua, hàng loạt báo chí lớn ở Berlin đã có các bài báo đưa tin về kết quả cảnh sát điều tra các đường dây đưa người Việt Nam lậu vào Đức và châu Âu. Các tường thuật này mô tả những trung tâm thương mại ở Berlin như một điểm quan trọng móc nối, trung chuyển người nhập lậu. Cộng đồng người Việt ở Đức đã xôn xao, nhiều doanh nhân lo lắng. Có ý kiến cho rằng truyền thông Đức cố ý mở chiến dịch nói xấu cộng đồng người Việt, chuẩn bị cho ý đồ gì đó và kết tội những trung tâm thương mại. Người Việt chi tiền để tới Đức sống khác gì người Phi, người Trung Đông, đâu có gì sai, câu hỏi cũng được người dân đặt ra. Cũng có ý kiến từ cộng đồng người Việt Nam ở Đông Đức bác bỏ những cáo buộc buôn người hay dùng lao động trẻ em từ Việt Nam mà một trang báo của Đức đã trích đăng tuần này. Thực tế, đó là những người như anh Tê thì trung tâm thương mại trở thành địa chỉ đầu tiên họ muốn tìm đến. Lúc đầu tiên tôi qua đây, tôi không quen biết ai cả. Tôi vào chợ, tôi nghe người ta nói, vào chợ thì có người Việt Nam nhiều nên tôi vào đó. Anh Tề cũng không kể chi tiết về những gì đã xảy ra khi anh tới đây, nhưng với một người không quen biết ai ở Đức, có lẽ nhờ nơi này mà anh đã tìm được những sự trợ giúp ban đầu. Ở đây có Hội đồng Hương Quảng Bình, rồi Hội đồng Hương Nghệ An, Hà Tĩnh nữa, anh đã nói như vậy. Đây là hình ảnh họp mặt Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại Cộng hòa Liên bang Đức. Sự trợ giúp của anh trong cộng đồng có lẽ cũng là lối duy nhất mà giúp những người như anh Tê có thể kiếm được việc làm, kiếm được tiền. Dẫu cho có lẽ cả người thuê lẫn người được thuê đều biết việc trợ giúp như thế là không hợp pháp theo luật sở tại. Tôi rất sợ bị công an Đức bắt giữ, sợ họ bắt mình rồi phạt chủ thuê mình, anh Tê nói. Và chủ thương mình thấy mình hoàn cảnh khó khăn, vất vả thì họ giúp mình, thế nên thấy công an là tôi phải trốn. Không công ăn việc làm, không có thu nhập, không được chăm sóc y tế nếu lỡ có ốm bệnh, nhưng anh Tê nói anh sợ nhất là bị công an Đức bắt và không dám nhập trại tị nạn. Dù biết rằng cuộc sống trong trại tốt hơn nhiều so với hoàn cảnh hiện thời. Anh nói, tôi sợ nhất là bị công an Đức trả vào Việt Nam. Tôi nghe phong phanh là nhập trại cũng rất tốt, nhưng tôi sợ nhập trại thì công an Đức sẽ trục xuất tôi trở về Việt Nam. Và rồi để sang đây, tôi đã phải chi hết hơn 500 triệu đồng, đem cầm cố hết sổ đỏ, nhà cửa ra ngân hàng để có tiền ra đi. Vợ con tôi giờ vẫn phải vay mượn hàng tháng để trả lãi. Nếu tôi bị trả về bây giờ, nhà cửa sẽ mất hết. Tiếng Đức thì tôi không biết, giờ tôi chỉ mong được ai đó giúp đỡ,
để tôi có một công việc làm và kiếm tiền ăn cho qua đại dịch này và để trả lãi vay ở nợ ở nhà. Và giờ đây, qua đây tôi hối hận về quyết định của mình, tôi đã chọn sai con đường, anh nói.